Ê Phương, tí nữa mày nghĩ kịch bản cho cái intro nha. Kịch bản hả ta? Quay cái gì vậy trời? 2000 years later. Ê mày nghĩ kịch bản tới đâu rồi? Mà sao giờ còn nằm đó? Tao đang thông não nè. Mày thông não nè. Đúng rồi đó, meme là thứ mà sẽ khiến cho video của bạn nó vui hơn. Bởi vậy, sau đây là 10 cái meme mà mình tổng hợp được cho tất cả mọi người. Yeah boy. What? What the fuck? Nice. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Oh my God! Wow! Are you serious? Ah! Ah! Surprise, motherfucker! Ở bên dưới phần miêu tả của video, mình có để cái link để các bạn có thể download 10 cái meme này về máy tính của bạn để edit cho cái video lần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo của Concept Creator.